Xin chào các bạn. Ngày hôm nay kênh review của đồng hồ Duy Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko. Chiếc này có tên gọi là Seiko Prospect Apennis Black SPB 117G1. Vào năm 1959, chiếc đồng hồ Apennis đầu tiên của Seiko được giới thiệu để đáp ứng nhu cầu của những người leo núi và những người đam mê thể thao giải trí. Ngay từ đầu, nó đã được đón nhận nồng nhiệt và trong nhiều thập kỷ sau đó, danh tiếng của nó đã lan rộng ra ngoài thị trường Nhật Bản. Đáng chú ý, nó là chiếc đồng hồ Seiko đầu tiên được sản xuất với phong cách thể thao và có vai trò quan trọng dẫn đến sự phát triển của nhiều loại đồng hồ và thiết bị đo thời gian mang tính bước ngoặt cho thể thao, từ đồng hồ bấm giờ cho đến đồng hồ lặn trong những thập kỷ sau đó. Trong khi đặc điểm cốt lõi vẫn không thay đổi, thiết kế Apennis đã phát triển theo thời gian và mẫu Prospect trên tay sơn cũng đã được ra đời dựa trên đặc trưng của đồng hồ Apennis thể thao cổ điển của thập niên 1950, nhưng đã có sự cập nhật mới về thiết kế, công nghệ để tạo ra một sản phẩm chất lượng cao cũng như phù hợp hơn với thời đại. Ở đây bạn sẽ thấy một mặt số tròn có nền dial đen mà khi nhìn từ xa bạn sẽ ngỡ rằng nó được hoàn thiện bóng, nhưng khi quan sát gần bạn sẽ thực sự thấy những chấm sần tựa như hàng ngàn hạt cát rất đẹp mắt. Theo dòng quá khứ lịch sử thì Apennis sẽ đặc trưng bởi các cọc số có hình dáng tựa như ngọn núi ở 4 vị trí là 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ. 4 điểm này sẽ tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đương nhiên, ở mẫu đồng hồ hôm nay thì chức năng la bàn cũng đã được thiết lập. Vòng tròn phía ngoài cùng là nơi thiết lập tính năng hướng với các ký hiệu theo quy ước chuẩn quốc tế là E, W, S, N. Để cài đặt điều chỉnh hướng, bạn sẽ sử dụng đến núm vặn tại góc 4 giờ. Còn chiếc núm thứ hai ở góc 3 giờ sẽ được dùng để cài đặt lịch ngày, chỉnh giờ và lên cót thủ công cho đồng hồ. Chiếc núm này sẽ vận hành theo cơ chế screw down nên sẽ càng tối ưu hơn nữa về khả năng chống nước. Ở phía trên của góc 6 giờ là nơi đặt logo biểu tượng của dòng Prospect, đó là chữ X cùng loại máy automatic, và cuối cùng là dòng chữ màu đỏ 23. Thì đây chính là thông số về độ chịu nước của mẫu sản phẩm này. Với mức độ chịu nước 23, tương đương 200m, bạn có thể đeo đồng hồ đi rửa tay, đi mưa, đi bơi, đi lặn thoải mái, vô cùng yên tâm mà không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Mặc dù được lấy cảm hứng từ thiết kế của những chiếc Apennis trong quá khứ, nhưng mẫu Prospect mới này lại có những sự thay đổi, nâng cấp rất rõ từ trong ra ngoài. Về thiết kế, thay vì lịch ngày với một cửa sổ truyền thống thì nhà sản xuất đã tạo điểm nhấn để nó trở nên to hơn, dễ nhìn hơn thông qua kính lúp hay còn được gọi là Cyclope, kiểu thiết kế đặc trưng và được ứng dụng rộng rãi trên dòng Day-Date hay Datejust của Rolex, một trong những nhà sản xuất đồng hồ cao cấp nhất của Thụy Sĩ. Tiếp đó, bộ kim Dauphin như thường lệ cũng đã bị thế chỗ bởi kim Mercedes kinh điển, đầy tính nghệ thuật nhằm đề cao tính cổ điển. Toàn bộ kim và 12 chấm tròn của cọc số đều được phủ dạ quang Lumi Bright, có cường độ ánh sáng màu xanh rất mạnh. Điều này sẽ giúp bạn có thể theo dõi thời gian rõ ràng trong những điều kiện thiếu ánh sáng. Cuối cùng, sự nâng cấp về diện mạo của phiên bản này còn đến từ mặt kính Sapphire, loại vật liệu có hiệu quả tốt nhất về chống chảy xước hiện nay. Đặc biệt, hãng đã sử dụng chất liệu Sapphire ở dạng nguyên khối, sau đó xử lý thêm lớp phủ chống phản chiếu trên bề mặt bên trong nhằm mang lại độ dễ đọc cao nhất là khi nhìn đồng hồ trực tiếp dưới nắng gắt. Còn về bộ máy thì Sơn phải công nhận rằng đây là nơi chứng minh tay nghề chế tác bậc cao của hãng đồng hồ Nhật. Trên chiếc Apennis này, Seiko đã lựa chọn máy cơ Calibe 6R35 rất cao cấp. Nó có khả năng giữ chữ cót lên đến 70 giờ, chữ cót cao hơn hầu hết các bộ máy cơ khác của hãng. Với máy 6R35, bạn có thể lên cót bằng tay thoải mái. Nếu đeo thường xuyên thì bạn sẽ không cần đến tính năng này, bởi ở đây chúng ta đã có một mẫu auto tự động nạp cót. Dựa vào cử động của cánh tay, đồng hồ sẽ tự động lên cót. Việc lên dây cót bằng tay chỉ cần cho các bạn ít sử dụng để giúp đồng hồ hoạt động xuyên suốt theo thời gian. Và bạn cũng có thể quan sát được các chuyển động của máy thông qua kết cấu đáy lộ. Đồng hồ có đường kính là 39,5mm, độ dày 13,2mm và lắc tô lắc là 46,4mm sẽ hợp với những bạn có chu vi cổ tay từ nhỏ đến trung bình. Ví dụ như chu vi cổ tay của Sơn là 15,5cm nên khi lên tay thấy rất là đẹp và vừa vặn. Khi đeo sẽ có cảm giác rất chắc chắn với dây đeo bằng thép không gỉ với 3 chỉ nhỏ đánh phay xước kèm theo khóa thép đúc. Cuối cùng, Sơn xin phép kết thúc video ngày hôm nay với hình ảnh lên tay của sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn